trả lời có với 6 câu hỏi này, hãy đến gặp bác sĩ gấp vì tế bào ung thư đang lớn dần trong phổi. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong 6 dấu hiệu ung thư phổi phổ biến dưới đây, hãy đến gặp bác sĩ để được điều trị kịp thời nhất. Bắt đầu đi thang máy và ngại leo cầu thang bộ. Nhiều người nghĩ rằng thở hổn hển dù đi bộ một đoạn ngắn hay leo cầu thang bộ đơn giản là do tuổi cao sức yếu, hoặc lâu lâu vận động nên thấy mệt. Nhưng thực tế là không phải vậy, bởi đó có thể là dấu hiệu báo rằng phổi của các bạn đang có vấn đề. Gặp phải biểu hiện đó thì các bạn nên đi khám bác sĩ ngay để tầm soát bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính. Ho ra máu. Đây là dấu hiệu đáng báo động, cần đi khám bác sĩ ngay lập tức. Vì ho ra máu, máu tươi hoặc màu nâu, chất nhầy được xem là dấu hiệu của ung thư phổi. Sưng, đau ở một bên chân. Đây là dấu hiệu rất hay bị nhầm lẫn với các chấn thương thông thường, nên người bệnh thường lơ là bỏ qua. Nhưng theo các nghiên cứu khoa học, sưng và đau ở một bên chân có thể là dấu hiệu của chứng huyết khối tĩnh mạch sâu, hay còn gọi là cục máu đông ở chân. Nguy cơ nguy hiểm ở đây là cục máu đông có thể bị vỡ và đi vào phổi, gây ra chứng thuyên tắc phổi. Một cục máu đông đi đến phổi có thể ngăn chặn dòng lưu thông máu và gây ra những tổn thương nghiêm trọng. Ngoài ra, người bệnh có thể gặp các triệu chứng khác như khó thở, thở dốc và đau ngực. Nguy hiểm hơn là dẫn đến ung thư phổi. Đau lưng. Một dấu hiệu của bệnh ung thư phổi ít ai biết, đó là đau lưng. Nhiều người nhận thấy một cơn đau sâu trong xương hoặc khớp, đau ở lưng hoặc hông, và cơn đau có thể trở nên tồi tệ hơn qua một đêm. Ho dai dẳng. Khi cảm lạnh thông thường hoặc bệnh hô hấp cũng khiến chúng ta bị ho. Nhưng nếu vấn đề này kéo dài hơn một tháng, bạn nên đi kiểm tra. Ngoài ra, bạn cũng nên nói với bác sĩ biết nếu bạn bị ho liên tục và mỗi lần ho bạn bị đau tức ngực. Khó thở hoặc thở khò khè. Bệnh nhân ung thư phổi thường cảm thấy được sự thay đổi trong nhịp thở. Khó thở hoặc thở không đều là dấu hiệu nhưng báo hiệu phổi của bạn có vấn đề. Tương tự, thở khò khè giống như một triệu chứng dị ứng của cơ thể. Nó chỉ xảy ra khi phổi của bạn bị tắc nghẽn hoặc bị chặn. Vì ung thư phổi hầu như không có triệu chứng trong giai đoạn đầu và những dấu hiệu cảnh báo bệnh cũng không rõ ràng, nên hầu hết bệnh nhân đều phát hiện muộn khi đã di căn. Vì thế, để phòng ngừa căn bệnh ung thư phổi, các bạn nên đi khám sức khỏe định kỳ. Nếu có điều kiện thì nên đi tầm soát ung thư phổi. Quan trọng nhất, để không mắc bệnh, các bạn phải giữ phổi thật khỏe mạnh bằng chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục thường xuyên và tránh xa khói thuốc lá nhé. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.